Cuối giờ chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chủ trì giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng với các đơn vị địa phương để tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch, tập trung quyết liệt các biện pháp ngăn chặn dịch xâm nhập vào thành phố và lây lan diện rộng là yêu cầu quan trọng được đưa ra tại cuộc họp. Trong ngày hôm nay, ngày 1 tháng 11, Đà Nẵng ghi nhận 3 ca mắc mới COVID-19 gồm 1 F1 đã cách ly tập trung, 1 trường hợp về từ thành phố Hồ Chí Minh cách ly tại công ty và 1 ca cộng đồng. Ca mắc COVID-19 cộng đồng là bệnh nhân trú số 19 Đoàn Quý Phi, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, lái xe cho công ty tư vấn và xây dựng 23. Bệnh nhân có đi thành phố Hà Nội và tỉnh Đắk Nông, tự đến Bệnh viện Tâm trí Đà Nẵng lấy mẫu xét nghiệm. Hiện Đà Nẵng có 5 điểm phong tỏa với 96 hộ dân, trong đó quận Hải Châu 2 điểm với 56 hộ, quận Thanh Khê 2 điểm với 38 hộ và quận Cẩm Lệ 1 điểm với 2 hộ. Thực tế cho thấy, hiện có một số trường hợp về từ vùng có dịch nhưng đã không thực hiện đúng quy định về cách ly tại nhà, dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, cần được xử lý nghiêm để răn đe chung. Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh lưu ý, hiện nay dịch bệnh tại nhiều tỉnh thành vẫn phức tạp và nguy cơ xâm nhập vào Đà Nẵng vẫn rất lớn bởi có nhiều người về từ vùng có dịch. Vì vậy, các đơn vị địa phương phải tăng cường kiểm soát tại các chốt cửa ngõ ra vào thành phố, kể cả việc test nhanh đối với trường hợp có nguy cơ và có biện pháp quản lý chặt chẽ các trường hợp về từ vùng có dịch, đặc biệt phải tuân thủ nghiêm việc cách ly tại nhà. Xã phường thành lập một cái tổ và có một cái group nhóm ở từng tổ dân phố và phân công lãnh đạo, phân công các đồng chí cán bộ phường trực tiếp theo dõi lãnh đạo, chỉ đạo các cái khu tổ dân phố đó để mà nắm. Đề nghị các phường chỉ đạo các tổ dân phố, các cái tổ COVID, giám sát, thường xuyên giám sát mặt trận thành phố, tiếp tục có cái kêu gọi các tầng lớp nhân dân chung tay tuyên truyền đối với những người về từ vùng dịch này thực hiện nghiêm túc cái việc này, và cũng đề nghị nhân dân khu vực phát giác đối với những người, chỉ những người mà không thực hiện cái việc này đi ra ngoài. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu xử lý ở mức cao nhất đối với các trường hợp vi phạm quy định cách ly, gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, bao gồm cả xử lý hành chính lẫn hình sự nếu gây hậu quả lớn. Ngành y tế tiếp tục triển khai công tác xét nghiệm cũng như các biện pháp phòng chống dịch.